Hi, xin chào các bạn. Mới đây không lâu mình có xem được một cái video dài khoảng 12 phút của Trấn Thành đăng lên. Trấn Thành quay toàn bộ những cái giấy tờ mà Trấn Thành đã sao kê. Mình thấy vô cùng là thuyết phục. Đối với mình thì mình thấy vô cùng là thuyết phục. Và cái Trấn Thành mình thấy làm được cái việc sao kê này, mình phải nói là Trấn Thành là một người nghệ sĩ chân chính, là một cái người là trong giới nghệ sĩ mà phải nói tin tưởng nhất. Không phải mình mà rất nhiều người đồng bào Việt Nam đang sinh sống ở Canada, hầu như là 90% là tin Trấn Thành. Bản thân mình thì mình tin Trấn Thành 99.9%. Anh sao kê đối như thế đối với mình là quá đủ rồi. Là cái số tiền từ thiện này là không có liên quan gì tới anh, và anh cũng không có ăn cái tiền từ thiện này. Với người Việt ở bên Canada, hầu như ai xem được cái video của Trấn Thành cũng rất chi là vui mừng, và ai cũng cũng ồ lên một câu là hy vọng, bởi vì là người ta thất vọng về anh HL14 và anh Đàm. Bản thân tôi cũng thất vọng về hai người này, mà tôi chỉ hy vọng còn mỗi Trấn Thành nữa, mà tôi rất chi là hy vọng. Nhưng mà đúng hôm nay tôi xem được cái video này thì hầu như không phải là tôi vui nữa, mà hầu như là rất nhiều người Việt đang sinh sống ở Canada này rất chi là vui mừng, và ai cũng ồ lên nói là đây đúng thật là một nghệ sĩ trẻ tài năng, có đức có tài. Chỉ có một cái là Trấn Thành đứng ra kêu gào tiền từ thiện, nhưng anh lại không là cái người chính tay để anh giao được, anh ủy quyền cho anh Đại Nghĩa và mẹ của Hồ Ngọc Hà. Thì cái đó thì xin mọi người hãy thông cảm cho Trấn Thành được, bởi vì đôi khi cái Trấn Thành kêu gào, nhưng bởi vì Trấn Thành bận cái gì đó trong lúc đó, nhưng Trấn Thành đã giải ngân đúng lúc, trong cái thời điểm mà đang lũ lụt miền Trung, thì cái đấy mong mọi người thông cảm cho Trấn Thành được. Thế nhưng sau đây nhiệm vụ của Trấn Thành vẫn còn còn là một phần nhiệm vụ nữa, là Trấn Thành đã ủy quyền cho hai người là anh Đại Nghĩa và mẹ của Hồ Ngọc Hà, thì Trấn Thành phải lên tiếng cho hai người này phải sao kê cái tiền mà Trấn Thành gửi hai người này để đi thay Trấn Thành đi làm từ thiện cho minh bạch. Số đông của người Việt đang sinh sống ở Canada thì hầu như ai cũng rất tin tưởng, và anh Đại Nghĩa thì ai cũng nói là anh Đại Nghĩa này hầu như người ta cũng tin tưởng giống như Trấn Thành, phải đến 90% là người ta tin anh Đại Nghĩa. Nhưng mình có đi khảo sát một số đông của người Việt đang sinh sống tại Canada về cái số tiền mà Trấn Thành đưa cho mẹ Hồ Ngọc Hà ủy quyền để đi thay mặt Trấn Thành đi làm từ thiện, thì hầu như người Việt ở bên này người ta đều nói lên là người ta không tin tưởng mẹ Hồ Ngọc Hà. Đó, người ta không tin tưởng của mẹ Hồ Ngọc Hà. Lên phía về Trấn Thành đã rõ như ban ngày, Trấn Thành đã sao kê chứng minh rằng Trấn Thành không có gian lận một đồng từ thiện nào. Nếu như cái số tiền mà nó có chênh lệch nhau mấy chục triệu đi chăng nữa thì thực sự mấy các bạn, cái đó không phải là Trấn Thành gian lận, mà nó trong cái lúc mà giao dịch hay là tiền vô tiền ra hay là đã ngưng rồi chuyển tiền cho hai, ủy quyền cho Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà rồi, còn một số tiền nhỏ người ta vẫn gửi vào, thì cái đấy thì mong mọi người là thông cảm, thì cái đó là mình thấy là Trấn Thành không có sai, cái đó mọi người bỏ qua được các bạn. Về cái phần mà Trấn Thành đã sao kê và minh bạch thì đến bây giờ thì người Việt, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Canada, người ta rất vui và người ta rất yêu mến Trấn Thành, còn mến mộ còn yêu thương Trấn Thành hơn hồi xưa. Chỉ có một cái câu hỏi mà có một bạn ở bên này hỏi mình là cái số tiền mà gây quỹ và Trấn Thành đã gửi ủy quyền cho hai người Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà,
Nhưng mà chưa thấy Trấn Thành kêu hai cái người này sao kê ra cho minh bạch. Người ta đặt giả thiết cái số tiền này chuyển đi cho hai người này thật, nhưng chuyển đi nhưng mà người ta lại không làm đúng mục đích, mà người ta lại quay lại tiền đó, và giống như là ví dụ như là ba người đó thì lại chia nhau. Thì cô thấy sao? Thì mình nói thật, mình nói với các cái bạn hỏi mình ấy, mình nói như thế này này, cái vấn đề đó ấy, thì theo như mình, và mình cũng khảo sát rất nhiều người Việt ở bên này, thì hầu như là ai cũng nói là người ta tin tưởng Trấn Thành chứ không có việc đấy xảy ra. Hầu như ai cũng tin bản thân mình nghĩ rằng là Trấn Thành cũng không có làm việc đó. Bởi vì Trấn Thành, mình theo dõi và mình cũng rất chi là yêu mến Trấn Thành. Trấn Thành là một cái người đạo đức, rất chi là có tâm, và anh hầu như là anh dạy những cái show game của anh, mà anh thấy những cái em bé nghèo khổ hầu như là mình thấy là hầu như là anh toàn bỏ tiền túi ra anh cho. Thì cái câu hỏi của cô bé ở hỏi mình thì mình nghĩ là chuyện đó sẽ không không có xảy ra. Tin tưởng, mình tin tưởng Trấn Thành tuyệt đối 100% là không có cái vụ mà Trấn Thành gửi tiền qua hai người kia rồi lúc đó thì ba người chia nhau, thì mình nghĩ là cái này là không có xảy ra với Trấn Thành. Bởi vì Trấn Thành một người, các bạn thấy không, cô Hằng có làm giấc mơ cố leo lên anh hờ 14, anh Đờm, mà anh Đờm còn thách thức Kim Cương rồi cũng không có ra sao kê, rồi là cô Tiên Tiên lấy cớ lọ không sao kê, nhưng Trấn Thành trong mùa dịch này mà Trấn Thành vẫn sao kê được, rất minh bạch. Cái đó là thực sự là để cho mọi người nghệ sĩ phải nhìn Trấn Thành mà noi gương mà học ấy. Và Trấn Thành rất chi là minh bạch, và Trấn Thành sao kê. Thì Trấn Thành quay cái video Trấn Thành sao kê đó thì mình không biết là phía các bạn như thế nào, nhưng đối với mình và những cái người Việt kiều đang sinh sống ở Canada, hầu như là ai cũng thuyết phục, ai cũng đồng tình và ai cũng công nhận là Trấn Thành là một cái người trong sạch. Nhưng chỉ có là Trấn Thành hãy còn trách nhiệm, bởi vì cái tiền đó Trấn Thành ủy quyền cho hai người thì bây giờ Trấn Thành phải có trách nhiệm kêu anh Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà phải sao kê cho minh bạch cái số tiền của Trấn Thành gửi hai người này để đi làm từ thiện có đúng với cái mục đích mà anh Trấn Thành này, anh đấy ủy quyền cho hai người này với cái số tiền này mang đến đồng bào miền Trung hay không. Thì cái này thì nó chỉ còn là một cái nhỏ của trách nhiệm của Trấn Thành, nhưng theo như mình thì cái này thì Trấn Thành là trong tay Trấn Thành làm được. Còn các bạn thấy những nghệ sĩ như anh HL14, cô Thủy Tiên hay là anh Đờm, thì Trấn Thành trong thời điểm này mà Trấn Thành cũng còn kê khai minh bạch như vậy thì tại sao các bạn lại không làm được? Chỉ một cái giấy kê khai cho nó minh bạch giống Trấn Thành thôi, tại sao các bạn lại không làm được? Rất đơn giản, lấy lý do trong mùa dịch, nhưng mà Trấn Thành làm được, tại sao các bạn không làm được? Cái này nếu như các bạn không làm thì đây là một cái cú tát rất chi là mạnh vào những các bạn. Còn mình thay mặt cho đồng bào kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Canada, cảm ơn Trấn Thành đã làm một việc rất chi là minh bạch, và anh không ngại để đi sao kê. Mình biết là trong cái mùa dịch này thì đi làm sao kê nó cũng hơi khó một chút. Thế nhưng mà anh đã chứng minh rằng cho mọi người là kể cả dịch vẫn sao kê được. Việt đang sinh sống ở Canada rất yêu thương mến Trấn Thành, còn yêu thương hâm mộ Trấn Thành hơn hồi xưa. Mọi người ở bên này cũng rất mong cho mau hết dịch, chóng hết dịch để trở lại cuộc sống bình thường, trở lại được xem những cái game show của Trấn Thành làm MC.
làm khán giả và những người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, ở Canada, gửi đến Trấn Thành. Trấn Thành giúp kêu Đại Nghĩa, mẹ Hồ Ngọc Hà hãy kêu kê khai sớm cho minh bạch để đánh tan những cái người ta nghi ngờ, bởi vì là người ta nói là người ta không không tin mẹ Hồ Ngọc Hà, nhưng Đại Nghĩa thì hầu như mình có đi khảo sát thì hầu như ai cũng là 90% tin Đại Nghĩa. Nhưng mẹ Hồ Ngọc Hà thì hầu như là mình có đi hỏi người Việt ở bên này thì hầu như là không ai là người ta tin hết, người ta không tin. Lên Trấn Thành sớm kêu Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà sao kê cho minh bạch. Bởi vì cái này thì nó cũng là một phần trách nhiệm của Trấn Thành, bởi vì Trấn Thành ủy quyền cho hai người này thì bây giờ Trấn Thành phải có trách nhiệm kêu hai người này sao kê cho minh bạch. Còn các bạn thấy những người nghệ sĩ khác người ta không kê khai, đến bây giờ người ta cũng không kê khai. Nếu như mà từ đầu mà anh HL14 và anh Đờm và cô Tiên Tiên mà làm cái việc giống như anh Trấn Thành này, nếu như kê khai từ lâu như anh Trấn Thành thì có phải hay biết mấy không? Mà tại sao lại không dám kê khai, thì sau cái những cái không dám kê khai này nó có cái uẩn khuất gì đây? Tại sao Trấn Thành kê khai được mà sao các bạn lại không kê khai được? Một lần nữa mình cảm ơn Trấn Thành. Một lần nữa mình thay mặt kiều bào đang sinh sống tại Canada, cảm ơn Trấn Thành đã kê khai minh bạch cho các nghệ sĩ khác để học Trấn Thành, và mình cũng xin những cái nghệ sĩ khác hãy học anh Trấn Thành. Anh đi đâu có cần phải cá độ gì với cô Hằng đâu, anh cái đâu có cần cá độ gì đâu, mà anh chỉ làm những cái mà anh đấy cần làm để anh đấy chứng tỏ anh minh bạch. Thì đến cái khi mà Trấn Thành như bây giờ mà đã kê khai minh bạch thì hầu như khán giả lại càng yêu thương Trấn Thành hơn, càng hâm mộ Trấn Thành hơn, và chứng minh rằng Trấn Thành là một người có tài, có đức, có năng, có đủ yếu tố luôn, là đây là một ngôi sao sáng giá của người Việt Nam mình, và mình cũng hãnh diện đây là cái một cái nghệ sĩ chân chính. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ Tám. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.